Xin chào tất cả các cô chú và các anh chị đã đến với kênh dạy học thanh nhạc online của Đức Hưng. Và ngày hôm nay thì Đức Hưng sẽ hướng dẫn cho các cô chú và anh chị học hát ca khúc Giai điệu Tổ quốc. Và đây là một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến. Và trước khi tập luyện từng câu hát và từng khổ một thì ngay sau đây Đức Hưng sẽ hát mẫu một lần từ đầu đến cuối cho các cô chú và anh chị lắng nghe các bài nhạc. Tôi nghe giai điệu tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe
nó lại. Có rất nhiều những cái từ nghe mà các cô chú ạ phải pha ok vào. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết. Phúc hạnh quân mẹ tiến đưa con, phúc hạnh quân mẹ tiến đưa con. Câu này hát rất là mềm mại, đúng không ạ? Đang rất cao trào. Tôi nghe đến cái câu phúc hạnh quân mẹ tiễn đưa con thì mình phải hát lắng lại, hát trở lại. Phúc hạnh quân mẹ tiễn đưa con, không gầm gào có hát này nhá. Say điều nhớ, say điều thương theo suốt con đường, theo suốt suốt theo suốt con đường, từ suốt và từ đường. Nắn cái khẩu hình làm sao rõ lời. Theo suốt con đường, giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và đến đoạn điệp khúc thì ở cái bài này thì cái điệp khúc của nó treo rất nhiều những cái nốt cao, chắc chắn là hát sẽ rất là mềm, đúng không ạ? Thường thì nốt cao chỉ xuất hiện một vài nốt thôi, xong rồi nó lại xuống nốt thấp luôn. Nhưng ở cái bài giai điệu của quốc này thì nốt cao treo liên tục chỉ ở phía trên. Và vì thế đòi hỏi là cô chú anh chị nào mà hát các khúc này thì thứ nhất là cái giọng mình cũng phải tương đối là cao, thứ hai là mình chuẩn bị sức khỏe là tốt để đến cái đoạn từng khúc này thì mình có thể hát mà không bị đuối hơi. Và tôi hát đóng từ từ thôi, đừng và tôi hát
nhóm sớm như vậy. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bậc trai. Chưa? Tháng ngày này đất nước ơi tổ quốc của chúng tôi. Cái từ tôi cuối cùng, cái từ tôi cuối cùng thì có hai mươi năm ô mới được đi, thì những cách mở khẩu hình là Đức Hưng đã dạy các cô chú anh chị đưa dần khẩu hình về từ chữ ô về chữ đi. Và hẹn gặp lại các cô chú và các anh chị ở những video dạy hát lần sau ạ.